Trời ơi, ru rú trong phòng không biết chưa, giờ này chưa chịu ra là sao vậy? Dương ra rồi đây. Hey! Này em từ đâu về đây nhìn em là ta lại say. Này em từ đâu về đây nhìn em là ta gây say. Là đường cong em đấy mà. Là ngọt ngào sexy lady. Dương bị điên hả? Cái gì điên? Ông thấy tôi quyến rũ hả? Cường xin lỗi chứ tự nhiên mà tự trời chưa nắng, thời tiết 41 độ luôn, tự nhiên mặc nguyên cái đầm màu đỏ, rồi cái sông màu đỏ, rồi trang điểm đậm quá, đi đâu vậy hả? Đi đâu vậy? Đây là cái style mốt nhất do bà xóm Liễu ở đầu ngõ đã tư vấn cho Dương đó. Ngài nhìn đi, Dương có khác gì đó hoa hồng này không? Thì nó khác á. Cái hoa hồng thì nó mát mẻ, còn cái này nhìn nóng nực quá. Nóng nực chính là điều mà Dương đang vươn tới đó. Vươn tới cái gì? Bùng cháy cái gì nè? Theo Cường được biết á, là Dương á loanh quanh ở trong nhà thôi, chứ là đi xuống mua đồ ăn thôi. Tự nhiên mặc bộ đồ đi xuống đường mua đồ ăn thì ghê. Cường thật là thiếu hiểu biết. Nói cho Cường nghe, Dương sắp trở thành diễn viên nổi tiếng rồi. Cái gì? Diễn viên nổi tiếng hả? Đúng vậy. Hồi đó giờ là Dương có biết diễn xuất cái gì đâu mà sao mà diễn làm diễn viên nổi tiếng được. Trước không biết thì bây giờ sẽ biết. Cường coi đây nè. Có gì? Email. Hãy nhìn vô đi. Cường hãy nhìn kỹ xem email này đến từ ai. Email từ đạo diễn Ren Trần. Yeah. Mời casting. Casting bộ phim Bà mẹ tuổi 60. Đúng rồi. Vậy là thiệt đó hả? Xin lỗi Cường nha. Không biết là nhan sắc của Dương cỡ nào mà họ đã tìm thấy Facebook của Dương, và sau đó họ đã lập tức gửi email này cho Dương. Họ nói Dương là hãy gửi cho họ vài tấm hình. Sau khi Dương gửi cho họ vài tấm hình rồi, họ nói là ô, Dương có một gương mặt rất điện ảnh. Điện ảnh luôn. Một gương mặt đầy biểu cảm, đầy cảm xúc. Vậy hả? Và họ yêu cầu Dương quay một cái video clip để có thể casting cho vai diễn nữ chính trong bộ phim Bà mẹ tuổi 60. Bà mẹ tuổi 60 hả? Đúng vậy. Dương ơi, nếu như mà sau này mà Dương có nổi tiếng á, thì Dương có thể cho Cường đi theo làm một cái chân, giống như là cái chân sách dài, sách dép rồi để nâng niu, o bế Dương được không? Dương còn phải xem xét đã Cường à. Bây giờ thì Cường thể hiện trước đi. Dương đang cần quay cái video clip cho cái buổi casting đó. Nói chung là Cường á có coi nhiều phim. Bây giờ á là Cường ra một cái tình huống để cho Dương diễn. Dương nghĩ là chỉ cần có tình huống thôi thì Dương sẽ diễn được thôi. Rồi tình huống là như sau. Bây giờ đó là Dương có chồng. Có chồng. Mà chồng mà có người yêu. Chồng có người yêu là bắt cá hai tay đó đúng không? À thằng khốn nạn. Chưa diễn. À vậy hả? Ờ đó. Rồi xong ha. Đi đánh ghen. Lúc đó ha phải yêu, giận, hờn, hung dữ đồ này nọ, đòi đánh, chửi lộn đồ này nọ. Dữ dằn lên, chửi lộn này nọ. Nhớ chưa? Tám biểu cảm rồi. Rồi rồi. Nhớ rồi. 1, 2, 3. Action. Yêu. Giận. Ghét. Điên. Rồi, kêu gọi. Đau khổ. Nghỉ diễn đi. Ủa sao vậy? Đau khổ chưa đủ hả? Diễn ghê. Diễn kỳ quá à. Đạo diễn cho rớt. À, vô. Ê, đóng cửa. Wow, đợi sẵn rồi thấy chưa? Mấy kìa. Cường thấy không? Vừa mới bắn cái clip qua email một cái thôi là bên đài phim đã gọi điện ngay cho Dương. Chuẩn bị đi, chuẩn bị tinh thần, cố gắng lên, tự tin lên. Cái
gì vậy? Cường làm thái độ gì vậy? Cường động viên Dương à? Nhưng không cần là động viên của Cường. Dương là một người tài năng. Bản thân Dương đã tự nhiên tỏa sáng, bốc cháy, bùng cháy rồi. Đâu có cần Cường phải động viên. Dạ. Chị thấy Thùy Dương không? Đúng rồi đó em. Dạ. Chị chính là Thùy Dương, người vừa gửi cái clip rất là ấn tượng qua email của công ty các em đó. Dạ chị, tới vai của chị rồi, đạo diễn mời chị vô à. Tới chị quay liền như vậy à? Dạ dạ. Cường thấy chưa, danh vọng đập vào mặt không đỡ kịp. Thời tới không đỡ nổi. Anh có đóng luôn không? Không, em không có diễn. No. Bạn ấy chỉ là trợ lý của chị thôi, bạn ấy không biết diễn xuất đâu em ạ. Chị có bình tĩnh chưa? Chị đang rất là hào hứng với công việc, bởi vì chị dạ, dạ, dạ. Còn, chị, diễn viên chuyên nghiệp của một chị ngôi ơi, sao. Chị bớt nói đi, trời sắp sập rồi, em quay không kịp nha. Ok, bây giờ Cường đứng đây đợi Dương nhé. Chị trễ lắm rồi. Sau này khi Dương sẽ trở thành nhanh lên nè. Cho Cường làm tổng quản lý đội bảo vệ của Dương. Đây là chị Thùy Dương trong cái clip. Hello Mr. Ren Trần. My name is Ngọc Dương. Đổi. Tôi kêu anh kiếm diễn viên Việt Nam, anh đưa cô nào vậy? Đây, em người Việt Nam nè. Vậy hả? Em tưởng là anh nói English cho nên em biết English với anh á. Phải là anh biết tiếng Việt. Vậy nói nhiều quá, cô lại đây. Yeah. Bây giờ là nhân vật của em là bà mẹ 60 tuổi, thì cái giai đoạn này là bà ấy bao nhiêu tuổi ạ? Phải là 18 tuổi không mà gặp một cú sốc đầu đời. Tắt tiếng. Bà bị tắt tiếng hả? Tức là bà bị tắt tiếng. Chị bình tĩnh. Đạo diễn nói sao chị nghe y vậy thôi nha. Dạ. Bây giờ khi mà tôi kêu diễn, cô tự chụp cái bàn này. Dạ. Cô đi thẳng cái cửa. Dạ. Quẹo phải. Dạ. Thấy ngay lùm cây. Núp xuống. Nín thở. Ok. Vậy thôi. Em sẽ khóc hay sẽ cười? Chị, em là chị một diễn viên chuyên nghiệp. Chị ơi, chị bình tĩnh. Em là một superstar nên là em nhanh giúp đỡ đầu phim đi chị, trễ rồi chị. Ai cũng muốn về với gia đình hết á chị. Nhanh lên nè. Ok. Nha, chị ngồi đây nha chị. Rồi dạ. Chị bình tĩnh giùm em nha. Làm y như vậy hả? Vậy chỉ cần làm theo như vậy là đạt yêu cầu rồi. Đúng rồi, chị chỉ cần làm y như vậy cho em thôi nha. Còn bao nhiêu bộ phim đây? Rồi, xong rồi anh ơi, xong rồi. Anh Sang. Cố lên. Cậu kia là ai vậy? Cái thằng đó im coi. Anh có quay không? Dạ không. Dạ em quản lý trợ lý. Vậy anh ném qua bên đây giùm em cái. Dạ. Rồi. Dạ đi ra. Em chào em, ném vô giùm anh. Dạ em vô. Hết chỗ rồi bây giờ em. Vậy thì em vô đó, ngồi im đi. Anh ngồi im trong đó giùm em. Rồi ok. Dạ. Rồi ngồi xuống đó luôn đi. Rồi im. Quay mặt kiếm được. Rồi. Rồi để hai tay lên bàn. Rồi ngồi im vậy. Máy chạy. Diễn. Đi chị, đi. Đi, đi nha. Gì vậy? Quá hay à? Cô đi Tết Quốc hả? Nhanh gọn lẹ, đứng lên đi ra mở cửa tới đường kèm lượt xuống. Chị ơi, chị đi như người bình thường đi. Dạ. Anh thấy chưa? Dạ sao anh? Được không anh? Được. Sao hả? Được, ô được. Ok. Dạ, cái cô áo đỏ đó xong rồi nha, đưa cô 150 cho về đi. Dạ em biết rồi. Dạ chị ơi, vai của chị xong rồi á, em gửi cái xe cho chị. Rồi chị hết vai rồi đó chị, em cảm ơn chị nha. Bốt có mấy cái vai mà quần chúng vậy đó, thì em kêu chị nữa nha. Em cảm ơn chị, dạ, em cảm ơn chị. Rồi, chơi mọi người ơi, đổi xuống đoạn. Cái dây chính á, tên là Quần Trúng. Cái bà mẹ 60 tuổi này à, bà họ Quần Tinh Trúng nên người ta gọi là bà là Quần Trúng. Chị ơi, né cho tụi em quay chị ơi. Thì là đừng có nói nữa. Là cái dây chính. Đi về. Người ta đuổi về kìa. Vô suy nghĩ lại rồi, Vô sẽ không có vô showbiz nữa đâu. Tại vì nếu mà Vô nổi tiếng thì nhanh em ơi. Nhưng mệt đi đã đi. Vô sẽ bị cám dỗ. Vô sẽ bị hư. Không có thể vô showbiz. Hay quá à. Thích quá à. Ủa trời. Ủa.
Không, chị ù, em ốm. Không, vậy tao biết rồi, nhưng mà tao ù là tao hù á. Làm gì vậy? Em lớn tuổi rồi mà cái tâm hồn em bị khô cằn quá nên bây giờ em đọc lại mấy chuyện cổ tích nè. Trời ơi, đọc lại thấy nó trẻ trung mà nó phơi phới, nó trẻ thơ. Trời ơi, tâm hồn nó khoáng đãng ra liền luôn á chị. Phải không? Trời ơi, phải chi ngoài đời mà có mấy cái chuyện mà ngoài đời thiệt á. Trời ơi, thì thiệt chuyện gì là người xấu hay người xấu, người tốt hay người tốt. Hay lắm chị. Đâu đọc bảy mẫu chuyện nghe chơi vui coi. Đọc chị nghe chị. Trời, chị nghe không chị phơi phới lần nè. Đọc cái nghe phơi phới. Nè chị này em thích lắm nè. Rồi. Người chị heo. Ngày xưa ngày xưa có hai chị em nọ. Người em thì rất siêng năng cần cù, đẹp trai học giỏi. Người chị ham ăn ham uống, suốt ngày dành hết đồ ăn của em, riết mập như heo. Người ta gọi chị là người chị heo. Mày chửi tao hả? Đâu có chị, câu chuyện vậy mà. Câu chuyện vậy mà, đâu đây coi coi. Mày đừng có xạo. Trời ơi, nó lại ngay chiếc thoi vàng. Chiếc thoi vàng rành rành như vậy mà nó dịch ra người chị heo cái thằng này. Thì vừa, đáng trời chị, tại biểu chị qua chị chọc quê tôi làm chi. Tự nhiên tôi lớn tuổi, tôi gặp chị cố tích tệ tôi. Rồi qua chọc quê, đọc thử nghe chuyện nghe chơi tôi phơi phới không. Kẹo người ta, bây giờ tôi mới đọc tôi kẹo lại. Mà ghê, không phải đâu, chị nói cho em nghe nè. Tại vì thấy em đọc vậy á, chị thấy tội nghiệp. Thời buổi giờ ai mà đi đọc chuyện cổ tích ngày xưa nữa. Bây giờ người ta đã đọc chuyện cổ tích hiện đại rồi. Chưa hiểu mấy luôn á chị. Thì tình á, bữa giờ có coi báo đài gì không? Xuất hiện đời thực đàng hoàng. Là sao? Thì đây nè, thí dụ như chị nói em cái chuyện mà phép tàng hình đi. Em biết ngày xưa mà ghi mà người ta khi mà phép tàng hình có nghĩa là sao không? Cái một người tàng hình đó. Em biết. Là sao? Có coi TV biết mà. Biết sao? Người tàng hình là không có mặc quần áo. Bảy mặc quần áo, mặc quần áo vô là bị thấy mình rồi sao? Này. Là không mặc quần áo. Lớn già đầu nên hết. Nói chuyện tầm bảy tầm ba không à. Chứ người tàng hình là gì? Vẫn mặc đàng hoàng, vẫn đẹp đàng hoàng, phải không? Tại sao gọi là người tàng hình? Tàng hình có nghĩa là không thấy. Mình không thấy, nhưng khi họ gặp kính chiếu yêu là chiếu cái phạt là thấy liền. Còn hiện đại. Hiện đại thì sao? Hiện đại bây giờ có 100 cái kính chiếu yêu cũng không bao giờ thấy được. Biết mấy anh tài xế không? Tài xế lái xe á. Mấy anh tài xế lái xe không tay không chân nhưng vẫn được cấp bằng lái xe, lái đàng hoàng ngon lành trên đường. Nó hiện nghiệm lắm mà đi á hả? Đâu nghe lại mà chị nói lại nè, chị nói lại nè. Những anh tài xế không tay không chân vẫn được cấp phép lái xe đàng hoàng. Ghê không? Trời, nó nói mà để ý. Có. Có. Cái vụ này có thiệt. Có thiệt mà. Tôi biết mà. Biết không? Trời ơi, trời, không học gì hết mà vẫn được cấp bằng rồi đi làm. Đi làm tưng bừng, làm mề tưng bừng luôn. Mà vấn đề là gì nè? Ví dụ bây giờ người ta đi thi, em đi thi bằng lái xe đúng không? Ừ. Là điều đầu tiên là phải khám sức khỏe trước nè. Đúng rồi. Tại vì sức khỏe em đầy đủ người ta mới cho em lái xe. Ừ. Thứ hai là bắt đầu em nộp hồ sơ em đi thi. Còn mấy ảnh không? Không cần. Mà không cần gì trơn á, mà anh vẫn có được những cái bằng đó. Trời ơi, có như là phép tàng hình cũng như là cái... Mà không ai biết á. Có chuyện này á ta. Sao không? Trời trời, để nói mới biết á. Trời ơi, nói chung là mấy cái đó là không có cũng là có, mà có cũng là không có. Nói chung nó tàng hình hay lắm em ơi. Trời ơi, thiên biến dạng quá vậy ta. Đó. Phép này có ngoài đời á. Có ngoài đời đó. Mà chưa hết đâu nha. Mới là phép tàng hình thôi. Rồi em biết ví dụ mà nồi cơm thạch xanh không? Con thạch xanh là cứ hết lại đầy một cách rất nhanh chóng. Ôi làm gì có chuyện đó, nãy phép tàng hình nghiệm ra biết chứ rồi còn con thạch xanh làm gì có. Có, biết cá tầm không? Hay đi nhậu hoài á biết không? Sao? Trời ơi, em biết là một cái ao nuôi cá tầm á, bình thường là chỉ khoảng 100 con thôi. Ừ. Đúng không? Vậy mà mỗi ngày người ta có thể xuất ra khoảng một hơn cái trăm tấn cá tầm. Không, xuất ra ngoài thị trường mỗi ngày luôn nha. Thì em nghĩ đi, một áo 100 con thôi mà mỗi ngày xuất ra cả 100 tấn. Em nghĩ đi, ở đâu mà nhanh như vậy, ở đâu mà nhiều như vậy? Không phải là nồi cơm thạch xanh là gì? Ở đâu ra? Đó. Đó. Không phải là nồi cơm thạch xanh là gì? Lại phép màu nữa à? Phép màu tiếp, vẫn là trong con... cái ao chỉ 100 con, 100 mình vớt hết 100 con rồi, qua ngày sau lại có 100 con nữa. Hơn 100 tấn luôn, chứ 100 con nữa em. Có phép màu này trên đời hàng gì luôn á trời, không có để ý, chị nói đâu mà để ý. Chưa hết đâu, cái đó là chuyện nhỏ phải không? Còn cái chuyện này nữa nè, cái chuyện mà mấy cái mà bún phở, không, trái cây rồi nè. Đó. Trái cây rồi. Để khoảng 1 tháng không hôi, không thúi. Đó. Rồi nha, thịt heo ôi thiêu, không? Cổ gà, chân gà để lâu năm mấy tháng trời phải không? Là coi như là bị thú sình luôn á. Biến quá một cái đống thành thực phẩm sạch, tươi, ngon,
coi như là an toàn, chất lượng vệ sinh luôn đó. Ghê không? Có phép màu hết. Thấy ghê không? Ờ ha, giống như là phép trường sinh bất tử rồi, dạng như vậy. Đó, phép trường tồn đó. Tiêu tự nhiên bắt đầu lặt lại thành tươi sống. Chính xác. Đó em ơi, bây giờ em còn mộng vào cái cổ tích này làm cái gì? Em coi cổ tích hiện đại nó hay hơn. Nó biến quá khôn lường lắm, mà thậm chí có những cái không thể tin vào mắt mình, mà toàn biến quá thành những cái mà hại cho bản thân mình. Chị nói em với cái đà này nha, tương lai phép biến quá nó sẽ còn kinh khủng hơn nữa. Trời ơi trời, bây giờ em cũng biết phải học phép gì nữa bây giờ. Học chi? Bây giờ ăn cũng không được, mà làm cái gì cũng không được. Trời ơi trời, chắc... Trời ơi, công nhận những phép thuật ở hiện đại nó lại hại điện như vậy, mà nó hại cho thân mình nữa chứ. Đúng rồi, thôi kệ nó đi. Thôi bây giờ chị qua đây chị biếu mấy trái cây, chị đi công chuyện nghe. Đem về liền. Sao vậy? Đem về liền. Tại sao? Những trái cây này chị biết rồi, nãy chị mới kể em nghe nè. Có như là nó ôi thiêu, xong quẹt cái gì lên một cái phép màu vô là nó tươi sống rồi đúng không? Đem về liền. Dạ thưa anh, dạ thưa anh, cái đó là ngoài chợ hen người ta. Còn tôi này tôi tự trồng. Tôi trồng trong cái bài vườn cây của ba không? Ba trồng toàn trái cây dễ thương, bỏ đi ba trồng. Còn chị trồng những cái trái cây thật là ngon và xanh tươi, chị trồng mà. Chị trồng đúng không? Chị trồng. Là sạch đúng không? Sạch. Trời, chị trồng chị ngủ với nó luôn mà, không có xịt thuốc gì đâu. Nhờ có những cái này mới có niềm tin lại cuộc sống á trời. Đó chứ không mấy bây giờ ra đường ăn uống gì không dám tin luôn. Những chị cổ tích gì cũng dám tin luôn á. Bây giờ là có những cái này chị xém xíu là chị bóp luôn cái tuổi thơ của em rồi, quên những câu chuyện cổ tích luôn rồi. Bây giờ những cổ tích như vậy mới là thực tế nè. Chị đúng là bà điên của em. À không, cái gì? Bà tiên của em. Quỷ sứ à. Thôi. Gì vậy? Em là cái thứ gì chứ không phải thứ bảy chủ nhật. Sao vậy? Nói bao nhiêu lần rồi tại sao lại xả rác hoài vậy? Trời ơi, đang điên đê công chuyện tùm lum nè, anh không phụ em thôi còn nói nữa. Phụ cái gì? Em không thấy là anh đang bận anh dọn dẹp nhà cửa hay sao? Em biết là anh dọn dẹp nhà cửa là anh rất là có tâm, nhưng mà anh ơi, anh dọn sáng giờ 10 lần rồi. Mới có 10 lần thôi. Bây giờ tới tối anh còn phải dọn thêm 10 lần nữa em biết không? Trời đất ơi. Anh ơi, cái nhà có một cái và cái bàn cũng có một cái mà anh lao cái gì anh lao hoài vậy? Lao hoài cái gì em? Anh đã nói bao nhiêu lần rồi, trong cái gia đình mình phải sống một cách nó sạch sẽ, đồ đạc thì mình phải sắp xếp cho nó gọn gàng đó. Bởi vì sao? Bởi vì gia đình mình là một gia đình văn minh văn hóa, em hiểu không? Hết không nói chuyện với anh em mệt quá. Nói chuyện cái gì thiệt. Thuy, em đang làm cái gì vậy? Ăn. Ăn cái gì? Bỏ xuống. Bỏ xuống liền cho anh. Hả? Anh không thể nào chấp nhận em được nữa rồi Nga Thúy. Em có biết mà khi mà em ăn uống mà em lấy tay em bóc như vậy là trong tay của em nó có vi khuẩn. Lúc này vi khuẩn sẽ đi vào cái bánh và cái bánh này nó sẽ đi vào miệng của em. Những con vi khuẩn đó nó sẽ xâm hại vào trong sức khỏe của em hiểu không? Ghê vậy? Đúng, lúc này em sẽ bị bệnh. Bị bệnh thì sao? Bị bệnh thì chúng ta phải đi khám bệnh. Mà khám bệnh thì phải tới bệnh viện. Mà tới bệnh viện thì chúng ta phải tốn tiền. Đó, tốn tiền anh không nói nha. Khi mà chúng ta tới bệnh viện, cái vấn đề quan trọng là chúng ta sẽ bị những con vi khuẩn khác nó mạnh hơn, nó xâm nhập vào chúng ta nữa. Từ những người bệnh nhân nằm ở trong bệnh viện. Đó, lúc này ha, khi mà chưa kể là em bước vô bệnh viện nha, chỉ cần em đứng ngay cổng thôi. Đứng ngay cổng là những cái không khí có những con virus trong đó đó, em sẽ hít thở, hít cái không khí đó vào người. Đó, hít vào người là em sẽ bị bệnh nặng hơn, ảnh hưởng sức khỏe của em hơn. Khi đó em về nhà, em sẽ lây cho anh nè, xong cái anh về quê về anh lây cho ba má, con cháu em út trong gia đình mình, cả gia đình mình bị bệnh hết, em hiểu không? Lại bài ca môn thọ, mệt quá. Mệt cái gì chưa hết đâu. Cái vấn đề, cái tủ lạnh. Hồi nãy anh dọn anh mở tủ lạnh ra anh thấy rau củ trong đó. Đúng rồi. Anh gom hết rau củ anh đem bỏ hết rồi nha. Bỏ? Đúng. Sao anh lại bỏ? Làm sao không bỏ được? Bây giờ ba cái rau củ đó khi mà em đem về em để vô tủ lạnh thì làm sao em biết được ở trong đó nó có virus hay không? Bởi vì người ta là phun thuốc trừ sâu này kia vô đó nhiều lắm. Anh bị điên rồi. Hả? Sao anh đi dục mấy cái đó anh không hỏi ý em? Đồ đó không phải là đồ mua ngoài chợ, mà đồ đó là của ba má đem lên cho mình đó. Của ba má hả? Đúng vậy, mà đồ ba má cho mình là đồ ba má tự trồng, là không có bị tiêm nhiễm cái gì hết, đó là đồ vệ sinh an toàn thực phẩm, anh có hiểu hay không? Không, không, không.
Không có gì mà anh không. Đồng ý là ba má chồng, nhưng gũi khi là những người hàng xóm xấu tính nào đó, người ta qua người ta xịt thuốc vào trong cái cây đó thì làm sao mình biết được. Anh bị điên rồi. Không, chuyện anh em quá mệt mỏi rồi. Sao anh có thể như vậy? Thôi anh đi dọn dẹp rồi đi tắm vậy qua anh khoan, được. Em đi ngồi xuống đi, ngồi xuống đi. Đi tắm à? Ừ. Em đi, em tắm chưa? Không, em không có tắm. Chưa tắm? Chưa. Né xa anh ra. Né xa ra. Sao vậy? Em chưa tắm là em sẽ có rất nhiều virus, hiểu không? Hồi sáng giờ anh tắm 3 lần rồi. Và bây giờ anh sẽ chuẩn bị là anh sẽ đi tắm thêm lần thứ tư nữa. Cho nên là sau khi anh tắm xong là em đừng bao giờ đứng gần anh nha. Đừng bao giờ đụng tới anh nha. Ok, anh ở đây chơi một mình anh đi. Anh ở đây chơi một mình anh đi. Ê, đi đâu vậy? Đi đâu kệ tôi. Tôi đứng đây tôi nói chuyện với một hồi tôi điên lên. Tôi đốt nhà luôn bây giờ. Ôi. Trời em, anh chỉ muốn tốt cho em, tốt cho sức khỏe gia đình mình thôi mà. Trời, bàn dơ dữ vậy trời. Trời đất ơi. Ô, cái gì vậy em? Đâu rồi? Nó đâu rồi? Đâu cái gì? Cái đó đâu rồi? Cái đó là cái gì? Em bình tĩnh đi. Ngồi xuống, ngồi xuống. Ngồi xuống. Bình tĩnh lại. Em nói chuyện nghiêm túc với anh nè. À. Cái album hình cưới vợ chồng mình và cái cuốn sổ để khách mời tới ký tên lưu niệm cho vợ chồng mình trong ngày cưới, nó đâu rồi? Trời ơi, ba cái đồ cũ đó thôi mà em làm gì em quản hốt như vậy? Trời đất ơi, đồ ngày cưới mà anh kêu đồ cũ là sao? Thì để lâu rồi thì cũ gì. Xong rồi anh lên anh dọn trên phòng đó. Ừ. Anh thấy là cái album cưới là em để chung với lại mấy cuốn sách mà để lung tung quá. Với lại là để lâu quá không sử dụng là bụi bám vô đó rất là nhiều. Ha, mà một khi bụi bám vô là tức nghĩa là có virus. Lúc này là virus sẽ xâm nhập là ảnh hưởng sức khỏe chúng ta. Mà ảnh hưởng sức khỏe thì chúng ta phải đi khám bệnh. Khám bệnh là chúng ta phải tới bệnh viện. Bây giờ nó đâu? Không, anh gom hết lại anh bỏ vô kho. Trời đất ơi, anh mới hình cưới mà anh nên dùng trong kho hả? Ừ. Anh bị điên rồi. Điên? Sau khi nói chuyện xong anh đi vô kho anh lục ra đưa cho tôi liền nghe không? Rồi khoan, cái cuốn sổ ký tên, cái cuốn sổ khách mời ký tên. Thì cái này quan trọng đó em, sổ nó quan trọng á. Anh phải biết nó rất quan trọng. Bởi vì biết bao nhiêu bạn bè, người thân thân, bạn quý thuộc người ta tới người ta ký tên cho mình, nó rất là có ý nghĩa. Không, anh không nói là quan trọng chuyện đó. Chứ sao? Ý nó quan trọng là bây giờ anh mới sực nhớ ra. Cái ngày cưới của mình là rất là đông người tới đúng không em? Đúng, đúng. Đó. Rồi cái cuốn sổ đó nè, ví dụ cuốn sổ ở đây. Xong cái người ta sẽ lấy tay người ta đó, người ta cầm vô cái viết, người ta ký vô sổ nè. Đúng. Rồi ký vô sổ là những con virus nó sẽ gián tiếp từ tay người ta đi vào cái viết này, sau đó là đi lên đến cuốn này đó. Đó là gián tiếp hay nghe. Còn những người trực tiếp nữa, khi mà để cái tay họ lên này nè đó, xong rồi ký vô là trực tiếp là từ ngay chỗ này nè, là virus đi thẳng vô cuốn này, sau đó là mình đem về nhà mình. Một khi mình đem về nhà rồi là sao? Mình đã đem những con virus đó về nhà. Những con virus đó sẽ tấn công ảnh hưởng sức khỏe chúng ta. Nó đâu? Nó đâu? Đem dục rồi. Dục rồi! Anh dục ở đâu anh moi ra liền cho tôi. Thôi em ơi, nó cũ rồi, đừng quan trọng nó nữa, bỏ đi. Ok, em hiểu ý anh rồi. Hả? Bây giờ cái gì cũ thì mình phải bỏ đi. Đúng, đúng. Thì mình mới đón cái mới tới được. Đúng, đúng. Đúng không? Dạ. Yeah. Ly dị đi. Cái gì? Em nói gì kỳ em? Sao tự nhiên kêu ly dị là sao? Thì bây giờ em là vợ anh đúng không? À. Em cũng cũ rồi. Cũ. Sớm muộn gì anh cũng bỏ em thôi. Nên là bây giờ ly dị sớm, bớt đau khổ. Không, em không. Em viết giấy. Không, anh xin. Anh ký. Không anh. Đợi đó. Anh xin lỗi mà. Nhận giấy từ tôi. Không em ơi, xin lỗi. Em. Trời ơi, cái gì vậy? Chỉ là ăn ở sạch sẽ thôi mà mất vợ là sao?